Hiện tại Quang đang ở một ngôi miếu gọi là chùa ông Quang Bình, nằm cũng trong cái khu vực của Phnom Penh của Campuchia. Và Quang đang có một cái một buổi chiều của ngày 14 để quay tổng thể về một cái lễ hội gọi là về cộ cũng rất là lớn tại khu vực này. Thì anh có thường xuyên ở đây hay không? Mình có thường xuyên hàng năm mình đến đây để he cộ ở nơi đây, là chỗ nơi là miếu Quang Bình của chính ở đất Cà Ri Rum ở Phnom Penh. Thôi bây giờ mình vô trọng mình xem cái lễ hội diễn ra như thế nào nha. Rồi, ok. Thank you.
của ngài chủ chùa. Dạ, cô là của ngài chủ chùa ở đây. Là của người Việt Nam mình. Là người Việt Nam. À, như là ngài thì ngài viên tịch lâu chưa? Ờ, cách đây cũng 4 năm. 4 năm. Như là ngày xưa ngài cũng về về sát luôn hả? Dạ, sát hội. Sát hội nhưng mà về ai ha? Ờ, chính thức là Quang Bình. Quang Bình. Chính thức. Cho nên là gọi là chùa Quang Bình là như dạ, vậy. Dạ, dạ, dạ. À, đây là vị gọi là vị viên tịch cách đây 4 năm thì ngài là về sát ông Quang Bình và chùa này cũng gọi là chùa Quang Bình tại khu vực này mình địa chỉ là Bê Chanh. Bê Chanh của Phnom Penh. Và khi mà cái có một cái kiểu rất là hay là khi mà đi á chỉ có cái hình tướng của ngài Quang Bình đó mà chỉ có hình nộm thôi. Dạ, hình và không có được cái xác thì tại vì ngài đã mất rồi thì ở ngôi chùa này cũng đang tìm được một vị gọi là ngược tìm xác đó, thay thế đó. Thì Quang tại sao đứng đây để Quang cúng? Thì đây là một ngôi chùa mang tên là chùa Quang Bình hay là miếu ông Quang Bình. Và cái ngài mà đang ở đây, bài vị ở đây là ngài sư trụ trì của chùa cũng về sát ông Quang Bình, gọi là sát hội luôn, rất là nhiều sát khác nữa. Và ngài đã viên tịch cách đây 4 năm. Và ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất tại Phnom Penh, Campuchia của người Việt Nam thành lập. Thì Quang là cái người cũng vô tình được một số anh chị giới thiệu trong khu vực này có một ngôi chùa của Việt Nam rất là nổi tiếng. Và hàng năm ngôi chùa này được đón tiếp rất là nhiều căn sát về đây để chinh, để đi cộ trong cái khu vực này. Và gọi là lớn nhất những người Hoa cũng về đây luôn. Tại vì sao thì nghe nói là từ 100 tới 200 sát luôn. Thì trong khu vực này có một điều đặc biệt là Quang dẫn cho người tới đây nè. Đây là một ngôi miếu nhỏ để là Chúa Sứ Thánh Mẫu. Tại vì sao? Một ngôi chùa tại Phnom Penh của người Campuchia nhưng lại thờ ngài Chúa Sứ Thánh Mẫu là mẹ Chúa Sứ của núi Sam mình, cho nên mình thấy rất là tự hào luôn. Và đương nhiên xung quanh đây thì lại có mẹ năm mẹ ngũ hành giảng ban Onkun. Rồi ở đây thì chúng ta thấy được cái quang cảnh đó, theo cái phong cách của người Hoa nha, người Hoa. Đây mọi người thấy không? Đầu tiên khi mà Quang hồi nãy Quang mới bước vào đây á, thì Quang cảm giác là cái từ trường á, cái lực rất là mạnh. Tại vì sao? Vì nó có một cái niên đại rất là lâu đời. Thì ở đây là thờ ông Hổ. Ông Hổ đây là ăn mặn nha. Họ để miếng thịt ở đây và trứng đây luôn, họ cầu ở đây. Quang sẽ dẫn mọi người xem tổng thể và giới thiệu về ngôi chùa này, ngôi chùa Quang Bình. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy ngài Địa Tạng ở đằng trước nha. Và hai bên là hai ngài Long Thần hộ pháp. À, chúng ta đi vào đây. Mọi người nhìn á, khi mà chúng ta nhìn ở đây trực tiếp vô á, thì chúng ta sẽ thấy bàn thờ này, nhưng thật sự đang thờ một ngôi rất là cao phía trên kia. Trên kia là đang thờ ngài A Di Đà, ngài Địa Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và những vị ở trên kia là đặt một ngôi rất là cao. Xuống dưới cái tầng tiếp theo là xa xa là ngài Quán Thế Âm. Phía dưới ngài Quán Thế Âm á là gồm ba vị, đó chính là Quang Thánh, Quang Bình và Trương Phi. Và phía trước mọi người thấy nè là Na Cha, Hồng Hà Nhi, và phía giữa là có thể là Lý Tịnh, đúng không? Có thể là Lý Tịnh thôi, tại Quang không gần lắm, nhưng mà khi vô đây chúng ta sẽ thấy được cái hình tượng của ở đây gồm có 6 ông rồng. Không biết 6 ông rồng, 8 ông rồng. Có lẽ là 8 ông rồng phía trước nữa nha. Tại vì ở đây con thấy hiện giờ trong cái chính điện này chứ gồm có 6 ông rồng, nhìn rất là hồn luôn. Ngày xưa mà xây được gì nhìn rất là đẹp. Và chúng ta qua phía bên đây ha. Ở đây mọi người sẽ thấy được thờ ngài Long Vương nè, của thủy tộc nè. Đó. Ở đây là những cái tượng của ngài Quang Thánh, Phước Lộc Thọ. Và đặc biệt đây thờ ngài Cửu Thiên Quyền Nữ. À, ngày Cửu Thiên Quyền Nữ. Tiếp theo thì quan trọng mọi người xem cận cảnh nè, những rất là hồn luôn. Mọi người không biết nhìn vô thấy như thế nào, rất là hồn luôn. Đó, ba vị đó. Ngày cuối cùng là ngày Quan Âm nhìn mắt nhìn tai. Và Quang sẽ có một cái buổi gọi là chia sẻ tổng thể khi mà người ta đến đây người ta đi cộ như thế nào, người ta về xác những xác ai và hàng năm được tổ chức lớn như thế nào, và họ sẽ cho phù, cho lộc, cho những sự bình an, và gọi là người ta trong cái những người mà về xác hay thường gọi là cứu nhân độ thế đó, thì cùng Quang để biết được nét văn hóa của ngôi chùa Quang Bình này tại Phnom Penh của Campuchia. Đến đâu Quang cũng muốn giới thiệu những nét văn hóa đặc biệt. Đây
chỉ là những cái thông tin, những cái thước phim nó nghiêng về nét văn hóa tín ngưỡng, cũng như là về thờ đạo ông, về ông Quan Thánh nè, hay là thờ những vị chẳng hạn như bà Cú Thiên, rồi mẹ Diêu Trì, mẹ Quan Âm, rồi năm mẹ của Hành Dạng Bang, bà Chú Sứ, tức là bên đạo mẫu. Thì những gì mà Quang chia sẻ sẽ là những cái điều rất là hay. Nếu chúng ta có cái cơ hội đến với Phnom Penh thì chúng ta có thể đi tham quan những ngôi chùa ngoài, những cái miếu nổi tiếng trong khu vực, chẳng hạn như là chúng ta đến đền Vua cũng nổi tiếng nè, hay là lại bà Penh, đặc biệt là đây là bà Penh, nó giống như bà Chú Sứ ở núi Sam của chúng ta vậy đó. Cái thứ hai là chúng ta có thể biết về một cái điều rất là hay là trong khu vực này nó có hai cái nơi mà cũng rất là khủng khiếp, đó chính là nhà tù Stunlen và cánh đồng chết. Quang cũng có làm đề tài rồi, và Quang đang đứng ở chỗ một cái nơi mà mọi nhìn tưởng đó cái trụ đúng không, thật sự đây giống như ngôi chùa một cột Việt Nam vậy đó. Chúng ta đứng nhìn lên phía cha nè, đây cái kiến trúc rất là hay đúng không. Rồi hồi nãy Quang đứng dưới và nói trên cái chùa một cột, Quang vẽ trên thờ cái gì thì theo Quang á thì ngày này là ngày chuẩn đề, và phía trên đó thì Quang thấy Quang đứng nhìn xa xa thì hình như là thờ ngày A Di Đà, ngày Quán Thế Âm và ngày Đại Thế Chí Bồ Tát cái gì đó. Nhưng mà cái không gian đây rất là nhỏ ha. Thì bây giờ Quang sẽ đi lên đây cho mọi người xem nha, một cái nơi mà cũng Quang thấy người ta vô chùa người ta ít lên đây lắm, nhỏ lắm nha, vừa nghiêng người đi thế này nè. Đây phía trên của có một cái nơi thờ thì chúng ta sẽ thấy ngài Di Lặc Vương Phật, một vị Phật của tương lai. Phía trên bên đây thì Quang thấy là ngài Diêu Trì Phật Mẫu nha. Bên đây là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nè. Phía trên cũng giống như Quang nói là ngài A Di Đà, Quán Thế Âm và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì con hôm nay thì con có duyên về ngôi chùa Quang Bình là một cái lễ hội, cũng như là được chia sẻ về nét văn hóa tín ngưỡng gọi là hành xác tại Campuchia. Thì con mong là thứ nhất là các chư vị tại nơi đây, các chư thiên cũng như là các ngài có mặt tại đây hỗ trợ cho con có thước phim hay, thuận duyên, đẹp đẽ và truyền đạt những cái thông tin vô cùng ý nghĩa về nét văn hóa này. Con cảm ơn rất là nhiều các chư vị nơi đây. Nam mô các chư vị. Con gọi chung, cảm ơn ngài Di Lặc đã tạo cho con điều kiện về đây. Và Quang sẽ cho mọi người xem mái nhà ở đây theo kiến trúc của người Hoa nha. Đây, mọi người đi qua phía bên kia ha. Đó, cái chùa nhỏ thôi nhưng mà kiến trúc người Hoa thấy không? Bằng gốm á cả nhà. Những ông lăng, ông rồng, nhậm châu, rồi phụng. Long lăng quy phụng. Không có con quy ha, nó nhỏ thôi. Rồi bây giờ là người ta đi gõ rồi mình đi xung quanh à. Rồi bây giờ Quang cùng mọi người đi xem. Hồi nãy á, là người ta sẽ nhập xác vô tất cả các chư vị, chư ngài và những người á, họ sẽ nhập xác vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái con đường đi gõ bỏ diễn ra những lễ hội như thế nào tại khu vực này à. Anh chở đi.
đây đi, đang đi đầu đòn nha, qua đang đi ở đầu đòn nha. Mọi người xem đầu nào đang đi kiểu vô đây. Vui lắm, bây giờ hiện giờ là Quang đang đi trên xe và được anh Duyên chở đi để xem cái đi cộ tại nơi đây như thế nào. Anh Duyên, em tới đây thì đầu tiên em thấy ngôi chùa của mình rất là cổ kính, thì có phải là ngôi chùa này là lâu năm rồi không? Lâu đời lắm rồi. Dạ dạ. Tại vì ngôi chùa này khi mà anh bước đến thì hồi nãy đầu tiên em đến đây thì cái tường trường cũng như là cái giống như là cái sự hùng hồn lâu đời nó tạo cho em cái cảm giác như vậy. Dạ, dạ. Ừ. Từ lúc mà cái chùa này thành lập, từ lúc ông vua cha của ông Sihanouk. Dạ, là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Dạ, dạ. Là ông cho thành lập lên cái chùa này như vậy. Nhưng mà ngôi chùa này của người Hoa, là người Campuchia, là người Việt? Người Việt mình luôn. Người Việt mình ở đây luôn. Chánh gốc người Việt. Chánh gốc luôn. Dạ. Em không biết như thế nào nha. Như em hỏi là tại sao khi họ về Sáp họ lại có một cái hành trình mà họ đi cộ á. Tại vì họ phải đi vòng vòng cái khu vực đó. Cái diệu khi dạ. Người ta đi là làm phước cho con cháu dạng nhân bá tánh, cho người ta được bình an. Dạ. Với lại đi đến những cái điểm nào có Phật tử nhà tại đó rồi ta mở cửa mời ông hoặc bà vô nhà làm phước cho những cái xui xẻo. Dạ dạ. Năm cũ cho nó thoát đi hết rồi. Dạ. Mới những cái hình đó nó về. Vô về. Nhưng mà sao năm nay thì em thấy mình không có ta. Hay là nó vắng rồi. Năm nay lại bớt đi tại vì cái mùa Covid á. Dạ. Cũng khó khăn.
là tại vì người ta cũng sợ, tại vì đâu phải một người đâu, rất là đông. Nhưng mà em thấy nghe nói mấy năm trước là về rất là đông, nhưng mà khoảng thời gian gần những năm gần đây thì nó ít hơn. Đúng rồi, từ năm 2021, 2022 đến năm nay là mới được đi, 2021, 2022 là không được đi, tại vì những năm đó là có Covid. Hồi nãy á, em thấy trên cái đoàn xe em đi á, thì có một cái chỗ, tức là một cái em không biết, hình như là Tề Thiên á, mà nhỏ lắm, thì lật trên xe luôn. Thì không biết là do họ không có đủ lực mạnh hay là tâm linh mạnh mà họ đi không có đủ cái sức khỏe đi, hay là như thế nào mà cái máy bị về bị thoát luôn. Giống đêm hôm em có nói là những cái vị mà về là những giáp tay giáp chân không có đủ lực là để đi diêu hành với người ta là sẽ ngã ngang liền. Có khi nào mà thí dụ như đi trong cái đoàn nó rất là nhiều vị, rất là nhiều ngày, thì nếu cái ngày đó không đủ mạnh á, thì họ có đánh bùa hay là binh gia đánh với nhau trong cái cõi vô hình không? Có luôn. Dạ. Binh gia sẽ đánh nhau nhận rồi những người tướng chịu không nổi là sẽ tự xuất ra luôn. Dạ. Nhưng mà đánh nhau trong vô hình đó. Vô hình. Nhưng mà cái người sát thì không biết gì hết. Không biết. Ồ, hay quá ha. Nếu mà học, tại vì anh là cái người ở trong cuộc, cho nên khi em hỏi ra em mới hiểu được điều này nhiều hơn. Dạ. Khi mà người ta xem ta đủ, tại sao có đi cộ, tại sao có người xuất ra xuất vô, tại sao vậy, thì người ta sẽ hiểu hơn về những nét tín ngưỡng tại nơi đây. Dạ. Thì hàng năm á, thì tổ chức từ ngày 13 tới ngày 17 luôn. Dạ. Thì 17 là tống binh, là thường tống binh ở cái khu vực nào anh? Tống binh là mọi địa điểm cũng như là chỗ chùa này. Dạ. Đang tự cúng binh riêng ra. Dạ. Còn chỗ của mình tự cúng binh riêng của mình. Rồi tống tàu cũng của mình luôn. Riêng mình hết. Riêng mình hết luôn. Để cái đó là riêng biệt hết. Dạ. Em á, thì anh cũng biết em có từng làm ở Tân Châu á. Khi mà làm thì những cái ngày tống tàu thì rơi vào ngày 16. Em nhớ là ngày 16, 17. Dạ, tùy theo tùy ăn luôn nha. Tùy theo chỗ. Nhưng mà em thì năm nay không, thật sự không có đủ duyên, tại vì khoảng ngày mai 15 là bắt đầu chiều tối là em bắt đầu chuẩn bị đi về Việt Nam rồi. Dạ, dạ. Cho nên là chắc cái hẹn, nếu mà mình nói là trong cái tâm linh thì mình không dám nói cái những hẹn trước hẹn sau. Dạ, cho nên là đủ duyên thì em sẽ về thăm anh nữa. Dạ, tại vì dạ, anh dạ. Em mà đã có cái sự kết nối rồi. Dạ. Là như vậy. Chiều nay là bên em của mình là không có về, không có chương trình gì hết. Hồi nãy á, khi mà anh Duyên á chở quan trên cái hành trình mà đi cộ á, anh Duyên nói là hôm qua tại sao ngày xưa giờ không có về đông, và hồi tối là về được 4 vị, là anh Duyên cầu cho vị về đông đi cho quan quay, nó rất là dễ thương. Hồi đó anh cầu các vị về nhiều vậy hả? Đúng rồi. Về tất cả luôn để cho quan quay cho bà con mình coi. Đó là về rất là mệt luôn. Hồi tối là ngày Quang Bình về, nghe nói là hồi đó ít có về lắm. Ít, hiếm lắm. Dạ. Thank you.
ta sẽ có một cái hành trình tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại để chúng ta chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay về một cái lễ hội nữa, cũng như là cái hành trình tiếp theo tại Phnom Penh, Campuchia này. Hãy đi cùng Quang đến với những cái lễ hội bí ẩn, huyền bí và rất là hoành tráng tại Campuchia này nhé.